Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2022, giá lúa các loại bình ổn, sức mua của thương lái khá hơn. Hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo tiếp tục bình ổn, sức mua của thương lái đã tốt hơn. Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam tăng mạnh từ 5 đến 10 đô trên tấn. Theo các doanh nghiệp, nguồn gạo nguyên liệu về lai rai các kho mua đều lượng ít để chờ quan sát thị trường. Giá gạo các loại ổn định, trường nguyên liệu IR50404 tiếp tục nhích nhẹ. Dự báo thương mại gạo sẽ tăng mạnh vào khoảng 2 tuần tới khi vụ đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long vào cao điểm. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo Việt tăng từ 5 đến 10 đô trên tấn, mức tăng mạnh trong nhiều tháng qua. Hiện 5% tấm đứng ở mức 403 đô, tăng 5 đô. Gạo 25% tấm giữ vững, gạo 100% tấm tăng 10 đô, lên mức 338 đô trên tấn. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan quay đầu giảm từ 1 cho đến 4 đô trên 1 tấn. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An từ 5.300 đến 5.500, OM380 giá 5.400 đến 5.500 đồng, nếp An Giang loại 3 tháng 5.200 đến 5.400, IR50404 giá 5.200 đến 5.400, nàng qua chín 5.600 đến 5.800, đài thơm 8 5.600 đến 5.800, OM5451 5.300 đến 5.500, OM18 giá 5.600 đến 5.800, nếp Long An khô 6.500, nếp vỏ khô An Giang 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, lúa OM5451 5.400 đến 5.600, OM18 5.600 đến 6.000 đồng, IR50404 5.300 đến 5.500, VNR20 5.500 đến 5.600, đài thơm 8 5.600 đến 6.000 đồng, lúa PC10 5.300 đến 5.500, OM4900 5.800, lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.000 đồng, RVT 7.000 đến 7.200, lúa ST24 7.000 đến 7.300, lúa ST25 7.200 đến 7.500. Tại Kiên Giang, lúa Nhật DS1 6.700 đến 6.900, lúa tươi IR50404 5.200 đến 5.300, OM380 5.100 đến 5.300, OM5451 5.300 đến 5.500, OM18 giá 5.700 đến 5.800, đài thơm 8 5.800 đến 5.900, nàng qua 6.100 đến 6.200, VNR20 5.500 đến 5.700. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 5.300 đến 5.500, IR50404 giá 5.200 đến 5.400, OM5451 5.600 đến 5.700, OM18 5.900 đến 6.000 đồng, đài thơm 8 từ 5.700 đến 5.900, ST24 từ 7.200 đến 7.400. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi các nội dung nhanh chóng hơn. Cảm ơn và kính chào.